Sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đơn vị quận Liên Chiểu đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Liên Chiểu tại phường Hòa Minh và trung tâm hành chính quận nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại phường Hòa Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn và các ông bà Phan Thanh Long, Lê Kim Anh tiếp xúc với cử tri hai phường Hòa Minh và Hòa Khánh Nam. Tại trung tâm hành chính quận, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố gồm các ông bà Võ Công Chánh, Trần Duy Mẫn, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Thanh Phúc tiếp xúc cử tri hai phường Hòa Hiệp Bắc và Hòa Hiệp Nam. Tại các buổi tiếp xúc, sau khi nghe báo cáo khái quát kết quả kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đặc biệt là đã thông qua 41 nghị quyết, đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện chủ đề năm 2022 là năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Đa số cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp cũng như bày tỏ thống nhất với hết các chủ trương, quyết sách được Hội đồng Nhân dân thành phố đề ra, nhất là các chính sách liên quan đến công tác an sinh xã hội. Cử tri hai phường Hòa Minh và Hòa Khánh Nam cũng nêu một số vấn đề dân sinh bức xúc, đề nghị thành phố xem xét, tiếp tục giải quyết, nhất là các vấn đề về quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, đề nghị đầu tư xây dựng các tuyến đường xuống cấp, trường học. Một số ý kiến cử tri cũng đề nghị xem xét chế độ hỗ trợ cho các F liên quan, việc đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong khi đó, cử tri hai phường Hòa Hiệp Bắc và Hòa Hiệp Nam đã kiến nghị về các dự án treo trên địa bàn quận làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân, công tác giải phóng mặt bằng, còn nhiều vướng mắc, đồng thời đề nghị có chính sách chăm lo cho hộ nghèo, các trường hợp gặp khó khăn trước dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Các cử tri cũng kiến nghị về tình hình an ninh trật tự, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập tại khu vực chân đèo Hải Vân gây rối trật tự. Trên quốc lộ 1A, từ 9 giờ đêm về khuya, xe phân khối lớn chạy ầm ĩ trên đường phố. Riêng đoạn đèo Hải Vân, từ cái thông Cô Đơn trở xuống, thì những nhiều thiếu niên khắp địa phương khác tụ tập về đây gây rối trật tự. Các khu chung cư cho người lao động thu nhập thấp để ở thì vấn đề việc giao bán thì tôi thấy rất là nhiều, nhưng mà thực tế để khi mà giao bán thì giá rất là cao, thì đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố chúng ta xem xét và kiểm tra những vấn đề giao bán và vấn đề cò mồi. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiếp thu và giải trình một số kiến nghị của bà con cử tri. Riêng đối với những lĩnh vực ngoài thẩm quyền sẽ được chuyển đến cơ quan chức năng để có phản hồi với cử tri trong thời gian sớm nhất.